Bây giờ chúng tôi mời đôi thành viên và cũng là hai thành viên được xem là rất tích cực của trang nhạc cải lương Việt Nam Chó Thơm. Chàng có tay thật lớn cho chàng và nàng Khôi và Kim Nguyên, Kim Vân. Còn ái mộ chú quá nên Khôi, Kim Vân lên đây. Kim Vân đâu? Quấy mộng mơ, phải không? Lên đây, lên đây, lên đây. Khôi Nguyên và Kim Vân xin trân trọng kính gửi đến toàn thể quý vị lời chào thân thương nhất. Khôi Nguyên và Kim Vân xin trân trọng kính gửi đến toàn thể quý vị bài tân cổ Con Đường Mang Tên Em. Thank you.
còn gì hay chưa.